đọc truyện. Ta trời sinh đã là nhân vật phản diện. Tác giả: Thiên mệnh phản phái, tự truyện gốc là Ta. Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 1331 bốn mặt bao vây. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao lại có đại chiến? Từng chiếc từng chiếc chiến thuyền cổ đều đang rung rẩy, bị cơn chấn động này đánh ngã, chỉ có thể mở ra lớp chắn bảo vệ con thuyền, tiến hành chống cự. Rất nhiều người ở hai giới đều chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, vốn cho rằng trận chiến này chỉ là thế hệ trẻ tuổi của hai giới giao chiến, hoàn toàn không nghĩ tới kẻ thành đạo cũng sẽ ra tay. Không được rất nhiều kẻ thành đạo của thượng giới đã thay đổi sắc mặt. Bọn hắn chỉ là một đạo pháp thân, căn bản không phải là đối thủ đám người này, nhiều lắm chỉ có thể chống cự phút chốc mà thôi. Thế nhưng vào thời điểm này, bọn hắn vẫn phải xông ra ngoài, cố gắng gánh vác một phần áp lực với Cố Trường Ca. Ầm. Uhm. Mà bây giờ, Cố Trường Ca đứng trên đỉnh Cửu Sơn Tiên Ấn, trên người phát ra hào quang, giống như có sức mạnh núi kêu biển gầm hội tụ về phía hắn hôm nay, các người đều ở lại đây đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, khuôn mặt không chút gợn sóng. Hắn ra tay và bắt đầu thi triển một môn cổ pháp. Giống như có sơn hà nhật nguyệt ở sau lưng hiện lên, bao phủ vòng trời, bao trùm chư thiên. ầm ầm Hàng tỷ đường ánh sáng dâng lên, thần hy đang xen trực trở chói lọi giống như ánh sáng vĩ đại giữa vũ trụ. Bay xung quanh bàn tay của hắn có vô số hành tinh, tất cả đều là do bàn tay điều khiển từ thiên ngoại bay tới cái này đến cái khác vô cùng hùng vĩ ầm ầm xoay chuyển mang theo hơi thở hỗn độn vô cùng kinh người ép xuống phía trước cho dù là cửu sơn tiên ấn ở trong tay ngươi nhưng ngươi chỉ có một mình làm thế nào chống lại được chúng ta sắc mặt của kẻ thành đạo thuộc sinh mệnh lục tộc rất lạnh lùng trực tiếp hóa ra bản thể chính là một cây đại thụ cổ lão vô cùng thần bí che cả bầu trời rủ xuống ánh sáng rực rỡ vô tận, sừng sững ở giữa vũ trụ, giống như có thể phá vỡ mọi thứ. Từng cây tựa như những dãy ngôi sao, như thần kiếm chém về phía cố trường ca. Còn những kẻ thành đạo khác nhân cơ hội này, không hề nương tay, tất nhiên trước đó cố trường ca đã ra tay trước, nên bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này để giết và trấn áp hắn ở nơi đây. Có người còn hiện hình ra hoàng kim điểu chính đầu khổng lồ, mỗi một đầu đều giống như được đúc thành từ vô thượng tiên kim, tỏa ra ánh sáng lung linh, rủ xuống có trật tự. Hắn phát ra âm thanh vô cùng dữ tợn, như muốn dung luyện vùng vũ trụ này, tấn công cố trường ca. Hàng tỷ vạn sinh linh ở nơi đây đều đang run rẩy bởi loại biến động kinh khủng đó, linh hồn dường như cũng muốn nổ tung ra. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đang giao chiến, đã cùng nhau dừng tay, trong lòng cực kỳ chấn động mà nhìn xem tất cả bọn hắn đều có pháp khí trong người dùng để bảo vệ chính mình để tránh bị chấn động đến chết cố trường ca một người chống lại ba kẻ thành đạo đang giao chiến ở nơi đó mặc dù theo bọn hắn nghĩ đây là do hắn có cửu sơn tiên ấn cùng với có pháp thân chí cường giả của thượng giới cũng giáng xuống nơi này cùng nhau liên thủ nhưng như vậy cũng đủ kinh hãi ngoại trừ sự cường đại của cửu sơn tiên ấn thì thực lực của cố trường ca cũng vô cùng kinh khủng thực lực của bản thân hắn đến cùng đạt tới loại trình độ nào. Trong lòng của mấy người lục quan vương đang hơi run rẩy. Sớm đã không có ý niệm tranh đấu với cố trường ca. Thực lực giữa bọn hắn với nam tử kia đã chênh lệch đến không có cách nào có thể hình dung. Xoẹt. Sâu trong vũ trụ, đại chiến ngập trời, khiến tất cả mọi người chấn động. Sắc mặt của cố trường ca không biến sắc, nhìn thấy huyền cương đánh tới, trực tiếp dùng một ngón tay hất đi. Kiếm khí kinh khủng hỗn độn đủ loại các màu như màu đỏ sẫm, màu đen nhánh, đột nhiên đâm thủng vũ trụ này, hướng về phía Huyền Cương. Đây là đạo pháp của hắn, ẩn chứa sức công phạt tối cao. Phù một tiếng. Khoảnh khắc đầu tiên, cánh tay của Huyền Cương bị xuyên thủng, mang theo huyết dịch, thân thể mạnh mẽ như hắn cũng bị nổ tung. Cho tới bây giờ, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Sau đó một khắc, thần sắc của Cố Trường Ca lạnh lùng giọng nói vẫn hời hợt như cũ. Hắn dùng một chưởng dò xét đi qua, bàn tay lớn màu vàng ống, vô biên vô ngần, vân tay rõ rệt, giống như thượng thương chi chưởng, có hỗn độn khí quấn quanh, tinh vực hiện ra ở bên trong. Phốc một tiếng kẻ thành đạo của sinh mệnh lục tộc hóa thành bản thể. Sắc mặt của hắn thay đổi, lộ vẻ không địch lại, đại thụ che trời bị một chưởng vỗ nát, thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy nguyên thần hắn bị thiêu đốt muốn dùng vô thượng bí pháp bỏ chạy nhưng cố trường ca sớm đã đoán trước ấn đường phát sáng nguyên thần lộ ra há miệng kêu lên một tiếng phun ra một dãy ngân hà rực rỡ hóa thành một thanh tiên kiếm thanh đồng trong nháy mắt đã làm hắn trọng thương trong khoảng thời gian ngắn mấy vị thành đạo giả đều bị thương khiến cho tất cả mọi người bên phía bác hoang thập vực trên chiến thuyền cổ đều sợ hãi nhịn không được run rẩy thậm chí là tuyệt vọng. Z.A. Các cường giả còn lại của thượng giới thấy vậy, cũng quát to lên, phía sau chiến thuyền cổ, đại quân ngập trời, hướng phía trước giết tới. Sâu trong giới vô uyên, quan môn lập lòe, trong một tế đàn sớm đã sừng sững ở nơi đây, một cổ đại quân mênh mông cũng đang đánh tới, vây quét tất cả mọi người thuộc bác hoang thập vực, phong bế đường lui của bọn hắn. Chương 1332 Cạm 7 trận đại chiến này khiến tất cả mọi người đều chấn động. Bất luận là cường giả thế hệ trước hay thế hệ trẻ tuổi đều cảm thấy rùng mình và run rẩy. Cố trường ca thật sự quá mạnh, lúc trước thực lực của hắn đã mạnh đến mức rối tinh rối mù. Bây giờ, sức mạnh của hắn còn có thêm sự trợ giúp của cửu sơn tiên ấn nữa thì lại càng thấy thực lực của kẻ thành đạo thật đáng sợ. Ba kẻ thành đạo của bác hoang thập vực giao thủ với hắn, trong thời gian ngắn đã bị thương nặng, có người thân thể vỡ nát đến nguyên thần cũng suýt chút nữa cũng nổ tung. Cảnh tượng như vậy thật sự là khiến cho toàn bộ sinh linh ở Bác Hoang thập vực cảm thấy tuyệt vọng. Cũng không phải là kẻ thành đạo bên thế giới của bọn hắn không mạnh, mà là do thực lực của Cố Trường Ca thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đại chiến bộc phát trong nháy mắt, sâu trong tinh không, quang phù đầy trời, cả bầu trời cũng phải rung động từng mảnh từng mảnh hư không rung rẩy giống như cái sàn bị ánh sáng và hơi thở đánh xuyên qua. Thanh thế ngập trời, đại quân kinh khủng như thủy triều cuộn trào tới, rung động cả trời đất. Trên trời dưới đất đều tràn ngập âm thanh chém giết. Quỳnh! Quỳnh! Chiến thuyền cổ của hai giới phát sáng, rất nhiều phù văn được khắc họa trên đó cùng nhau biến hóa, rồi hiện hiện giữa trời đất, cuối cùng hóa thành từng chùm sáng khổng lồ như ngọn núi, bắn phá và lao về phía trước. Vô số sinh linh chết thảm vì sự chấn động ấy, đại quân như lũ cuốn, cứ như vậy mà bị phá thành một kẻ nứt. Trên bầu trời, thông thiên tức xuất hiện trên đỉnh cao của chí tôn cảnh, há miệng phun ra một đường trường đao ngân nguyệt quét ngang tất cả. Phù văn bùng lên vô cùng đáng sợ, dường như muốn lấp đầy cả bầu trời. Phía trước Bác Hoang thập vực, mấy cường giả đại thánh cảnh đang ngăn cản đại quân tiến công, nhưng trong nháy mắt đã bị nổ tung bị đánh tan bởi hơi thở của trường đao ngân nguyệt. Đáng chết! Chúng ta cùng tiến lên, không cho chúng đạt được mục đích. Mặt khác mấy vị trí tôn đang hét lớn, đang bị lửa giận trong mắt thiêu đốt, sau đó cùng hợp lực đánh giết tên cầm thú hung hãn kia. Hôm nay, các ngươi sớm muộn cũng phải chết ở chỗ này, không có gì bất ngờ. Bên này thông thiên tước cười lạnh nói. Thái cổ hoàng tộc đến từ thượng giới, mang hơi thở đáng sợ, cặp mắt màu xanh lục như ngọn núi lớn nhỏ, đôi cánh dương lớn xé rách cả bầu trời, chớp mắt liền bay tới. Vô số sinh linh dưới chiêu đó đã hóa thành sương máu vỡ tan. Thật mạnh. Chí tôn cảnh đỉnh phong, chỉ còn thiếu nửa bước nữa là bước vào cấp độ chuẩn đế. Sắc mặt của ba vị trí tôn đột nhiên tái nhợt, hơi thở cũng rung lên, thần phù bên ngoài thân thể đứt gãy, bắt đầu chảy ra tiên huyết vô cùng đáng sợ. Ung. Ừ. Ở một hướng khác, chiến thuyền cổ, phi thuyền bên trong ma sơn có sương mù màu đen cuồn cuộn, ánh sáng năm màu lập lòe, có cường giả xuất hiện mang theo đại quân tới giới vô uyên giao chiến. Bên trong những chiếc chiến thuyền cổ kia truyền đến tiếng chém giết, sinh linh và tu sĩ bắt đầu xuất hiện, lao xuống phía dưới như thủy triều. Hơi thở của mỗi người đều đáng sợ ngập trời, bán thánh, thánh nhân, chí thánh thậm chí chí tôn đều có. Đây là một cổ chiến lực mạnh mẽ, đến từ nhiều thế lực khác nhau. Giết. Bọn hắn hô lớn, vô cùng hưng phấn với kích động còn mang theo sự khát máu. Ba kẻ thành đạo đã bị trường ca thiếu chủ ngăn cản. Bác Hoang thập vực làm sao có thể cản? Hai đại quân giao chiến trong chớp mắt, Bác Hoang thập vực đã không thể địch lại, tan tác như núi đổ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự khủng hoảng lớn, nhất là cảm nhận được sau lưng truyền đến âm thanh đuổi đánh chém giết, càng không nhịn được mà run rẩy bọn hắn bị bao vây phía trước có binh lính truy đuổi phía sau không có đường lui thật ghê gớm thượng giới sớm đã có tính toán kỹ lưỡng ngay lúc này bọn hắn hiểu được cảm giác vừa sợ hãi vừa tức giận khi nhận lấy chiến thư ấy thượng giới đã có ý đồ lôi kéo bọn hắn cùng đến đây nhằm một mẻ hốt gọn trước đó bọn hắn căn bản là nghĩ không ra sẽ có đại quân đánh tới từ phía sau hơn nữa Tại sao ở nơi sâu thẳm trong giới vô uyên lại có thể xuất hiện đại quân thượng giới? Bọn hắn là như thế nào mà đi vào và mai phục được trong đó? Từng nghi hoặc hiện lên trong đầu bọn hắn, đáng tiếc bây giờ không người nào có thể giải đáp điều kia cho bọn hắn. Giết! Thượng giới có rất nhiều cường giả đạo thống đại giáo, đứng phía sau đại quân chỉ huy giống như như lưỡi dao đánh tới phía trước. Trên đường tất cả những sinh linh cố gắng chống cự đều bị xé nát, hóa thành sương máu vỡ nát giữa trời đất. Giữa trời đất khắp nơi đều là sương máu, đại quân trùng trùng điệp điệp giống như gốc rau hẹ, không ngừng ngã xuống, bị cường giả thượng giới đánh tới nát bét. Hai quân giao chiến, xét về số lượng mà nói thì bác hoang thập vực không có chút nào chiếm ưu thế mà còn ở trong tình huống đại quân thượng giới vẫn chưa tới hết. Ở vùng đất đi săn, các thế hệ trẻ tuổi bác hoang thập vực giao chiến với rất nhiều thiên kiêu bên phía, sắc mặt của bọn hắn cũng khác nhau xem ra là không cần chờ ta ra tay thiên yêu quân chủ nhẹ giọng nói một trưởng đã đánh bay huyền thiên trước mặt thực lực của hắn rất mạnh không có người nào là đối thủ của hắn cho dù là hậu duệ của huyền vũ chiến thần nhất tộc cũng bị đánh bại chu tước chiến thần nhất tộc không biết quan hệ của các ngươi với chu tước nhất tộc thượng giới ra sao vương tử câm mặc chiếc quần dài màu lam dung mạo tuyệt đẹp mang theo nụ cười yếu ớt bàn tay ngọc vung lên Từng đường màu bạc trong hư không xen lẫn vào nhau, cuối cùng hóa thành thần binh hướng tới phía trước đánh tới, làm cho hậu duệ của Chu Tước Chiến thần nhất tộc ho ra máu, thân thể chấn động xuất hiện rất nhiều vết trách đáng sợ. Vẻ đẹp của nàng là không thể nghi ngờ, thế gian này hiếm có nữ tử nào có thể so sánh với nàng, nước da trắng trẻo, trạng người đến động lòng người. Nhưng thực lực của nàng cũng rất kinh khủng. Trong mắt nhiều thiên kiêu thậm chí so sánh nàng với bọn người Thiên Yêu quân chủ. Lục Quang Vương còn thần bí hơn, từ đầu đến cuối đều tỏ ra vô cùng ung dung. Rút lui. Không nên hiếu chiến. Ở trên chiến trường, tất cả thiên kiêu bên phía bác hoang thập vực đều đang thay đổi sắc mặt và muốn trốn khỏi đây. Bọn người tiêu dương, Lâm Vũ cũng không ngoại lệ, căn bản bọn hắn không nghĩ đến cố trường ca lại độc ác như vậy, thiết đặt cạm bẫy dẫn bọn hắn tới đây. Mọi việc đã đến mức này, nếu còn ở lại nơi đây thì không tránh được mà mất mạng. Ngay đến cả kẻ thành đạo của Bác Hoang thập vực cũng bị đã thương. Bọn hắn tuyệt nhiên trở thành mục tiêu trong mắt rất nhiều người, thật muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Chương 1333. Rút quân. Mở không gian tế đàn, có thể trốn ra ngoài bao nhiêu người thì trốn bấy nhiêu. Đưa thế hệ trẻ tuổi đi, bọn hắn không thể chết ở chỗ này cao tầng các tộc cũng nhân cơ hội này mà rời đi, về phần những người còn lại thì chỉ có thể ở lại nơi đây trì hoãn thêm thời gian, bên trên chiến thuyền cổ, nhiều thế hệ trước bây giờ cũng rất quả quyết. Sắc mặt của bọn hắn âm trầm, biết rằng trận chiến này có thể là thập tử vô sinh. Tất cả bọn hắn rất có thể đều sẽ lưu lạc tại nơi này, nên hiện tại quyết định đưa ra tế đàn không gian, đưa thế hệ trẻ tuổi rời khỏi đây để lưu lại ngọn lửa hy vọng tuy nhiên tế đàn không gian không có khả năng dung nạp nhiều người cho nên bọn hắn nhất định phải cam chịu các hậu bối trời sinh không mạnh lúc này đành phải bỏ lại nơi đây những người có tu vi cao thâm với cao tầng các tộc lúc này cũng phải đưa đi bọn hắn đều có giá trị đối với bác hoang thập vực một khi ngã xuống sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đến các thế lực bộ tộc phía sau nghe đến lời ấy ánh mắt của không ít người của thế hệ trước chợt lóe lên tế đàn không gian mặc dù trân quý, nhưng trong tay bọn hắn cũng có không ít. Nhưng nếu bây giờ rời đi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm lớn. Bức tường không gian nơi đây đã bị kẻ thành đạo giao đấu mà phá thành mảnh nhỏ, khó mà chống đỡ được bao nhiêu tu sĩ thoát ra, không chừng còn có thể gây ra một cơn bão không gian. Tạo thành một mối nguy lớn. Hơn nữa, chỉ sợ thượng giới cũng sẽ không để cho bọn hắn bình yên mà rời đi. Nghĩ tới đây, lông mày bọn hắn nhăn lại bây giờ coi như muốn chạy trốn cũng nhất định phải chờ thời cơ thích hợp những người tẩu thoát trước kia nhất định sẽ trở thành mục tiêu của thượng giới trước tiên an bài một số người chủ động chịu chết để giảm bớt sự cảnh giác của thượng giới sau đó chúng ta hãy tìm cơ hội chạy thoát đi như thế cũng là một biện pháp tốt chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có biện pháp ấy sau đó bọn hắn phân phó tộc nhân sau lưng triệu tập nhân thủ đến dự định thông qua tế đàn không gian bỏ trốn. Ùng. Ừ. Không gian nơi đây liền xuất hiện chấn động, ngay sau đó tế đàn huyền diệu cổ xưa hiện ra trong hư không. Giống như một đường ánh sáng đặt tại cánh cửa, nhưng cánh cửa kia không vững chắc, bị ảnh hưởng bởi không gian nơi đây, có dấu vết bị bể nát. Bọn hắn muốn trốn. Cường giả thượng giới đã chú ý tới một màn đó, nhanh chóng ra tay, một chưởng chém xuống từ trên không. Muốn ngăn lại bọn hắn. Thế nhưng, cánh cửa không gian này không duy trì được bao lâu thì rất nhanh đã sụp đổ, sau đó truyền đến một trận tiếng hét thảm thiết đồng thời mang theo một trận sương máu. Những sinh linh tu sĩ vừa rồi đi vào, đều bị không gian loạn lưu xoắn nát, trong nháy mắt hình thần đều diệt. Cảnh tượng kia khiến cho rất nhiều người ở thượng giới đều sửng sốt, sau đó không khỏi cười ha hả, nói, những người này hoảng hốt chạy bừa, dù chúng ta không ra tay thì bọn hắn cũng sẽ chết thảm ở trong hư không kẻ thành đạo đã sớm đánh nát không gian nơi đây không có người nào có thể chạy thoát được sau đó bọn hắn cũng không có để ý đến những người đang cố gắng chạy trốn nữa mà đặc biệt tìm kiếm những tu sĩ được rất nhiều người bảo vệ tiến hành tiêu diệt quả nhiên là giảm bớt cảnh giác của bọn hắn ánh mắt của một vài thế hệ trước bác hoang thập vực lóe lên trong lòng thở ra một cái cách làm như vậy không khác gì thạch sùng đứt đuôi nhưng vẫn có thế âm thầm đưa một số người rời đi vào thời điểm đại quân hai giới đang giao chiến, phía trên bầu trời, ba kẻ thành đạo bác hoang thập vực đang chiến đấu với cố trường ca, đã đến chỗ sâu nhất của vũ trụ, cách xa nơi đây. Mấy người huyền cương dường như cũng lao vào chém giết điên dại, đế uy cuồn cuộn quét sạch toàn bộ vũ trụ, bầu trời vỡ nát, các vì sao đều rơi xuống. Bọn hắn cho rằng, bây giờ cố trường ca bất quá là mượn ngoại vật ra oai mà thôi, cửu sơn tiên ấn tuy rất mạnh nhưng cuối cùng cũng có giới hạn, chỉ cần bọn hắn dây dưa với nam tử này. Dù sao thì cố trường ca vẫn chưa là kẻ thành đạo, dù sao cũng không sánh bằng ba người nên cuối cùng sẽ bị thua. Cùng. Ừ. Ánh sáng nơi đây chói lọi quá mức, từng bàn tay khổng lồ lướt ngang qua vũ trụ, ngay cả những ngôi sao cũng nhỏ bé như nhược trần. Đây chính là uy thế của kẻ thành đạo, dũng mãnh vô tận, có người đã hỏng mất cơ thể, nhưng rất nhanh lại có thể ngưng kết, nguyên thần bất diệt, dường như không thể phai mờ cố trường ca ngươi không phải là kẻ thành đạo sức lực của ngươi sớm muộn cũng sẽ khô kiệt mà thôi huyền cương gầm thét khóe miệng của hắn chảy máu xương tay đứt gãy mảnh vụn xương cốt màu trắng văng ra khắp nơi bị cố trường ca một chưởng đánh vào trên thân liền phát ra âm thanh ầm ầm như vũ trụ sắp sụp đổ thân thế huyền vũ vô cùng mạnh mẽ thậm chí có thể so với bất tử tiên kim nhưng lần này đã bị đánh xuyên qua cũng khó mà ngăn cản còn hai kẻ thành đạo khác cũng không tốt hơn nhất là lão tổ sinh mệnh lục tộc trước đó bị cố trường ca đánh xuyên qua bản thể máu me khắp người thương thế thảm trọng hắn đã tái tạo thân thể nhiều lần nếu không phải sinh mệnh của hắn cường đại chỉ sợ không đơn giản là trọng thương như vậy biết tại sao ta lại dụ các ngươi tới nơi đây không cố trường ca nghe vậy cười nhạt một tiếng ánh mắt lướt qua khoảng không trên đỉnh đầu hắn cửu sơn tiên ấn chìm nổi ánh sáng màu vàng rũ xuống mênh mông có khí phách vạn pháp bất xâm trên mặt của hắn vẫn như cũ là vẻ hời hợt cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều với đám người huyền cương nơi đây cách giới vô uyên xa xôi vô tận sâu thẳm trong vũ trụ cho dù là hai quân trên chiến trường cũng chỉ có thể cảm nhận được một chút chấn động giao chiến cũng không thể nhìn rõ nơi đây xảy ra cảnh tượng gì lời ấy của ngươi là có ý gì huyền cương cho mày trong lòng sinh ra một cảm giác bất ổn bởi vì từ đầu đến cuối thần sắc của cố trường ca vẫn biểu lộ ra vẻ quá ung dung khiến cho người ta căn bản là đoán không ra cực hạn của hắn thậm chí không biết tình trạng của hắn bây giờ như thế nào bây giờ hắn còn nói lời kia càng lộ ra một vài chuyện không muốn người biết bọn hắn thật sự là sợ hãi đến cực hạn với cố trường ca bởi vì Cố Trường Ca hỉ nộ không rõ, căn bản là đoán không ra suy nghĩ của hắn, nếu là Cố Trường Ca biểu lộ một chút kinh sợ hoặc bất an thì bọn hắn cũng có thể thoải mái hơn. Thế nhưng Cố Trường Ca lại không. Cảm giác tất cả mọi thứ đều bị nắm trong lòng bàn tay khiến cho bọn hắn có chút run rẩy và bất an sâu sắc. Chương 1334. Người rốt cuộc là ai? Cái tên này đơn giản là đang cố giả bộ thanh thế, hắn cũng đã hết chiêu để dùng nói như vậy chỉ là muốn hù dọa chúng ta mà thôi chúng ta thân là kẻ thành đạo bây giờ đã thành bộ dạng như thế rồi hắn cũng chỉ là hậu bối mà có thể lật trời hay sao sắc mặt lão tổ của sinh mệnh lục tộc trầm xuống ngay lúc này cái gì cũng không để ý đạo hạnh toàn thân cũng đang bị thiêu đốt hóa thành lục sắc thần hỏa ngập trời đó là vô số bản nguyên của sinh linh núi kêu biển gầm sôi trào mãnh liệt cùng nhau hướng về phía cố trường ca bao phủ lấy hắn đạo huynh chớ có khinh địch nhìn thấy một màn kia trong lòng của huyền cương càng thêm bất an muốn ngăn lại lão tổ sinh mệnh lục tộc nhưng đã trễ rồi trước vẻ mặt hoảng sợ của hắn ta phía trước vũ trụ bỗng nhiên đen lại giống như là bóng tối giáng lâm chư thiên vạn vực rơi vào hoàng hôn mãi mãi một thanh đại đạo bảo bình kinh khủng xuất hiện phía trên bầu trời chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ chìm nổi ở nơi đó rủ xuống ánh sáng màu đen mênh mông vô tận những ánh sáng màu đen kia chính là quy tắc trật tự vô tận, biến thành đại đạo pháp tắc ẩn chứa sự uy nghiêm không cách nào tưởng tượng của thiên địa. Chư thiên vạn vực, vạn cổ thời không dường như bị chấn động mà nổ tung. Đây là sức mạnh vô thượng không thể phỏng đoán, không thể diễn tả. Ung. Ừ. Lão tổ của sinh mệnh lục tộc biến thành rất nhiều sinh mệnh bản nguyên, bây giờ chúng tựa như trâu đất xuống biển, bị chiếc đại đạo bảo bình kinh khủng ấy nuốt chửng đây là cái gì trên khuôn mặt của hắn xuất hiện nét kinh hãi không dám tin tới tuyệt đối không nghĩ tới cú đánh toàn lực của mình sẽ bị cố trường ca dễ dàng hóa giải như vậy lần đầu tiên nhìn thấy một người vội vàng tìm đến cái chết như vậy đã như vậy thì ta thành toàn cho ngươi ánh mắt của cố trường ca yên tĩnh con ngươi vẫn bình thản như cũ lời nói càng là không có chút nào gợn sóng hắn vừa dứt lời Vũ trụ phía trước lập tức có một luồng ánh sáng màu đen kinh khủng lao tới bao phủ. Cố trường ca nhẹ nhàng vung tay lên, bác hoang ma kích xuất hiện, phát ra âm thanh chiến minh, càng không bị hủy diệt tất cả mọi thứ đều hỗn loạn. Quỳnh Đó chính là kích quan quét ngang vượt qua trời đất, không gì sánh kịp, chư thiên vạn vật tự hồ đều phải hứng chịu ảnh hưởng. Thổi phù một tiếng xuyên qua lão tổ của sinh mệnh lục tộc, tồi oanh một tiếng, hắn chia năm sẽ bảy, mảnh vụn xương cốt màu trắng văng ra khắp nơi ngay cả nguyên thần ở bên trong đều bị chém thành tro tàn cho đến lúc ngã xuống trên khuôn mặt của hắn vẫn còn lưu lại hoảng sợ với ân hận đây là làm sao có thể huyền cương với một kẻ thành đạo khác lập tức đã bị ngây ra lời nói đang run rẩy sắc mặt thì trắng bệch hoàn toàn không nghĩ tới lão tổ của sinh mệnh lục tộc chỉ vừa đối kháng đã bị cố trường ca bổ ra hình thần đều diệt tất cả hơi thở sinh mệnh đều biến mất như thể trước nay chưa từng xuất hiện một màn này thật sự rung động quá lớn tất cả bọn hắn đều hoài nghi đây có phải là ảo giác hay không hiện tại đến viên các ngươi sau khi một đòn đánh chết một vị đã thành đạo sắc mặt của cố trường ca không có chút biến hóa nào giống như đang làm một việc nhỏ không đáng nhắc tới hắn nhìn về phía hai người huyền cương nhàn nhạt mở miệng ở phía trên đỉnh đầu hắn cửu sơn tiên ấn khẽ run rẩy. Đây là vật đã thức tỉnh linh tính, đang tỏ ra sợ hãi đối với vài vật có sức mạnh kinh khủng. Giờ phút này, nó cảm nhận được bác hoang ma kích đáng sợ, vật ấy chứa lực lượng diệt thế cực hạn. Ngươi rốt cuộc là ai? Âm thanh run rẩy của hoàng kim điểu chính đầu vang lên, nàng là một kẻ thành đạo, mà nhìn thấy da đầu còn tê tái cả lên. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy kẻ thành đạo bị đánh giết, hơn nữa còn rất dễ dàng như thế chuyện ấy lúc trước căn bản chính là không dám tưởng tượng ra một màn này khiến cho nàng chấn động cùng kinh hãi thật sự là quá mạnh linh hồn cũng đang run rẩy và sợ hãi đến cực hạn bọn hắn là kẻ thành đạo vô địch ở thế gian này vì hiện tại đã không còn tiên cảnh nên bọn hắn chính là đại diện cho vô địch mau trốn đi huyền cương phản ứng rất nhanh sắc mặt của hắn trắng bệch tràn ngập sự sợ hãi Tuyệt nhiên không nghĩ tới cố trường ca ẩn tàn sâu như vậy Xem ra những sơn chủ của cửu đại sơn đều đã gặp bất trắc Trong nháy mắt hắn đã hóa thành bản thể Lớn hơn so với thiên hà và hướng phía nơi xa bỏ chạy Nhưng khoảnh khắc tiếp theo Một luồng ánh sáng màu đỏ còn nhanh hơn cả tốc độ của hắn Đó là một đường kiếm khí Lại phát ra tiếng thét làm cho dòng sông thời gian đều rối loạn Toàn bộ vũ trụ dường như bị cắt đứt Trảm tiên hồ lô phát sáng hiện lên trong tay Cố Trường Ca. Ở miệng hồ lô có phun ra ánh sáng màu đỏ, hóa thành kiếm khí đáng sợ, lập tức đuổi kịp Huyền Cương, dạo qua một vòng quanh cổ của hắn. Phập một tiếng, một trận mưa máu xuất hiện, nhấn chìm vùng vũ trụ này, cái đầu to của Huyền Vũ rơi xuống. Trong con ngươi của hắn còn lưu lại hoảng sợ. "Đừng giết ta, ta nguyện ý đầu hàng." Nhìn thấy một màn đó, bản thể là kẻ thành đạo hoàng kim điểu chính đầu, gan mật đều bị dọa tới mức không còn dũng khí chạy trốn. Mặc dù nàng có tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không dám nói có thế trốn qua đạo kiếm khí kia. Ngay cả khi có được nhục thân khủng bố như huyền cương cũng bị đạo kiếm khí ấy chém rơi cả đầu, huống chi là nàng. Xem ra vẫn là ngươi thông minh, không có bỏ trốn. Cố trường ca cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, trên mặt của hoàng kim điểu chính đầu, không nhịn hiện lên vui mừng, đột nhiên lại có được hy vọng. Thế nhưng rất đáng tiếc, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết, nếu không thân phận của ta sẽ bị bại lộ. Nhưng sau một khắc, lời của cố trường ca mang theo tia tiết núi vang lên, lại khiến cho sắc mặt của nàng trắng bệch hơn, toàn thân run rẩy và tuyệt vọng trong nháy mắt. Phục! Nơi đây lại lần nữa dâng lên thứ ánh sáng đẫm máu quá dị, cuối cùng tất cả đều trở nên tĩnh mịch toàn bộ vũ trụ đều tả tơi. Hỗn động khí phóng tới bác hoang tứ hải, giống như muốn nhấn chìm cả thiên địa, không cho bất cứ chấn động hay vết tích nào lưu lại. Chương 1335 Hồi mã thương Mưa máu cuồn cuộn, từ nơi này chợt truyền đến vô số thanh thế động trời. Cố trường ca xếp bằng sâu trong vũ trụ, vừa há miệng kêu lên, ngay lập tức bản nguyên sinh mạng như tinh hà không ngừng tụ về phía hắn hắn hóa thành một cái kén to màu đỏ sau hắn một đạo thân ảnh yểu điệu đi tới từ nơi xa thấy hết tất cả cũng chẳng có suy nghĩ gì thực lực của bọn hắn chủ yếu còn yếu hơn rất nhiều so với cửu đại sơn chủ cố trường ca mở to mắt như có chút tiếc nuối mà thở dài thời gian thành đạo của bọn hắn cũng rất ngắn đương nhiên không thể so với cửu đại sơn chủ thiên lộc huyền nữ hơi chớp mắt lên nói cảm giác thực lực của cố trường ca lại mạnh hơn không ít rồi. Tốc độ tu vi của hắn tăng lên nhanh như vậy, sợ là không bao lâu nữa hắn sẽ nhanh chóng bước được vào cánh cửa niết đạo. Trách không được thế hệ trẻ lại bị cố trường ca vung đến mức chút bóng lưng cũng nhìn không được. Thông đạo giới vô uyên như thế nào rồi? Cố trường ca gật đầu, trên khuôn mặt hiện chút vẻ kỳ lạ, sau đó nhẹ nhàng khoát tay, đánh một chưởng lên trên thân mình. Lập tức, khóe miệng của hắn lại tràn ra một vệt máu, sau đó khí tức cả người nhanh chóng uể oải xuống dường như đã bị thương nặng. Thiên lộc huyền nữ tận mắt nhìn một màn này, sau đó ngẩn ngơ, cảm mọi việc đã quá quen thuộc đối với cố trường ca, hiển nhiên hắn đã làm không ít lần rồi. Thông đạo giới vô uyên đã vững chắc, thượng giới tùy thời có thế giết vào. Rất nhanh, nàng khôi phục lại nhưng vẻ mặt có chút phức tạp nói cái thông đạo kia đương nhiên là nàng tự mình ra tay củng cố. Vậy tốt rồi, đáng tiếc cuối cùng lại để ba người này trốn, thật sự đáng tiếc. Cố trường ca gật đầu, sau đó có chút tiếc hận thở dài. Con ngươi của thiên lộc huyền nữ ống ánh lên, lấp lóe tia sáng ống ánh, nhìn chầm chầm hắn, bỗng nhiên đã rõ dự định của cố trường ca. Việc một mình hắn chống đỡ với ba kẻ thành đạo đã đầy đủ kinh sợ, trung động đương thời. Nếu không bị thương, chỉ sợ càng sẽ bị người hoài nghi bởi vì thực lực của hắn bây giờ thật sự đã mạnh đến mức làm người cảm giác không thể tưởng tượng được nếu thân phận mà cố trường ca che giấu bị bại lộ sợ là trong nháy mắt hắn lập tức sẽ gặp phải cục diện cả thế gian đều là địch lúc kia chỉ sợ cả thượng giới cũng không chưa được hắn mà rất hiển nhiên cố trường ca hành động như vậy cũng không phải lần một lần hai làm sao muốn mượn chuyện này uy hiếp ta cố trường ca chú ý tới ánh mắt của nàng có chút nghiền ngẫm cười một tiếng chẳng lẽ cố công tử còn sợ bị ta uy hiếp sao thiên lộc huyền nữ khẽ lắc đầu khóe miệng của nàng dương lên nụ cười lạnh nhạt đương nhiên không sợ cố trường ca cười cười đưa tay mơn trớn trên khuôn mặt của nàng cuối cùng rơi vào trên cái cổ tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết của nàng bởi vì nếu ta muốn bóp chết ngươi kỳ thật cũng không khó sau đó dưới chân hai người lập tức có đại đạo màu vàng xuất hiện xé rách vũ trụ mà rời khỏi nơi đây oanh mà đúng vào lúc này ở nơi hai quân giao chiến trong trùng sát vô tận chợt có âm thanh đại đạo oanh minh vang lên ánh sáng rực rỡ rung động trong hư không khí tức nặng nề giống như có một thông đạo nào bị đánh xuyên vậy trong đó dường như có một nhân vật vô cùng kinh khủng đang muốn xông ra cảm giác ba động mạnh mẽ này là ai đang đánh vào hư không chạy đến nơi đây có mấy vị tồn tại cường đại bên phía thượng giới lúc này trong nháy mắt đã nhận ra khiếp sợ không gì sánh nổi cảm giác cũng rất không rõ ràng xem ra là viện quân của bác hoang thập vực cảm nhận được ba động ấy mà chạy tới có người suy đoán nói ánh mắt có chút lạnh lẽo oanh từng đạo thần niệm kinh cũng như từng chui thiên đao cực kỳ sắc bén quét ngang qua va chạm về phía hư không đây chính là nguyên thần chi lực thuần khiết, dù là trí tôn cảnh, nó cũng có thể tùy tiện nghiền ép toàn bộ. Bên trong tiếng ầm vang như sao nổ tung, đông một chút, phía trước lập tức cũng sụp xuống, đất trời nơi đó gần như đã sụp đổ, càng không chấn động kịch liệt, hỗn loạn bốc lên, khí tức khai thiên tích địa phun ra nuốt vào, che lấp hết tất cả. A, à. bỗng nhiên một tiếng kêu lớn truyền ra vẻ mặt của một vị trí tôn của thái cổ hoàng tộc chợt thay đổi, cảm giác cả người cũng sắp nổ tung. Qua một thời gian, tất cả ánh sáng nơi đây đều đã biến mất, ngay cả âm thanh chém giết cũng yên ắng lại hết. Một đạo thần kiếm màu vàng vô cùng sáng chói, huy hoàng như đại nhật, phun ra nuốt vào vô số tia sáng nhọn, sát ý bức người, trực tiếp chém xuống. Thổi phù một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt, tên chí tôn của thái cổ hoàng tộc đã bị cường thế chém giết tại chỗ, biến mất không còn gì. Hư không hé ra, có một thông đạo không gian bị đánh thông. Trong đó có một đạo thân ảnh mơ hồ bước ra, bề ngoài nhìn còn khá trẻ, nhưng lại tản ra vẻ tan thương khó nén. Sương mù màu trắng chìm nổi bên người hắn, mắt của hắn như hàng tinh, sừng sững giữa hư không. Đằng sau đạo thân ảnh ấy, chính là đại quân bác hoang thập vực cùng ùng kéo đến theo sát phía sau, hiển nhiên đã biết được tin tức nơi đây bị bao vây. Dựa vào tọa độ không gian giới vô uyên mà nhanh chóng mang quân tới trợ giúp. Trong nháy mắt vừa thấy hắn, tất cả mọi người bác hoang thập vực đầu tiên là sững sờ, sau đó bầu trời lại ngập tràn tiếng kinh hô. Tất cả mọi người đều vô cùng mừng rỡ khi nhận ra người đến là ai. Là thiếu chủ vân trạch đại vực, hắn đến trợ giúp chúng ta. Quá tốt rồi, viện binh chúng ta đợi đã đến rồi có tu sĩ phấn chấn nói, từ trong tuyệt vọng bỗng thấy lại rất nhiều hy vọng. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1336 Triệu Vân Trạch Bác Hoang thập vực, chính là cách gọi chung cho 10 vực của Bác Hoang, mà Vân Trạch đại vực là một trong 10 vực đó. Cho dù có rất nhiều tộc đàn cổ xưa cũng phải tuân thủ theo quy củ của vực này. Mà mỗi vực chủ một vực cũng có được địa vị trí cao vô thượng. Nam tử mới xuất hiện chính là thiếu chủ của Vân Trạch Đại Vực, tên là Triệu Vân Trạch, thiên phú rất kinh khủng. Ở 6.000 vạn năm trước, đã là người đứng đầu một thế hệ, rất nhiều năm trước kia tu vi của hắn đã đạt tới cấp độ chuẩn đế. Bây giờ càng trở nên sâu không lường được. Tất cả mọi người xuôi theo thông đạo mà chạy thoát đi, để ta cản ở phía sau. Vẻ ngoài của Triệu Vân Trạch nhìn rất trẻ trung oai hùng, ngay cả sợi tóc vẫn còn lập lòe sáng lên. Sau khi bản thân hắn xuất hiện ở nơi đây, chuyện đầu tiên hắn làm chính là đưa tay đánh một đạo kiếm khí kinh khủng như sao rơi, ý đồ muốn ngăn cản đại quân thượng giới đang truy đánh ở đằng trước. Một kiếm vừa chém ra, ẩn chứa uy lực kinh hoàng không dám nhìn thẳng, mãnh liệt, mênh mông như muốn bổ cả đất trời ra. Một người trực tiếp bước lùi vô số đại quân thượng giới. Một người có thể ngăn cản ngàn vạn quân. Hắn sừng sững đứng ngay phía dưới vòng trời, cả người như có sương mù bao phủ, con ngươi sâu thẳm mà tỉnh táo, mang khí phách vô địch thiên hạ. Sau lưng hắn cũng có vô số cường giả chạy đến trợ giúp, phụ trách bảo vệ đám người kia. Dưới một kiếm ấy, dù là cường giả có cấp bậc chuẩn đế đỉnh phong của thượng giới, vẻ mặt cũng hơi thay đổi, tim đập càng nhanh hơn. Người này rất mạnh, thực lực của hắn đã đến mức mà bọn hắn không thể sánh nổi. Không hổ là vân trạch thiếu chủ, một mình hắn có thể ngăn chặn rất nhiều đại quân thượng giới nha. Quá mạnh. Một màn này làm tất cả mọi người ở bát hoang thập vực đều cực kỳ phấn chấn, cho dù là thế hệ trẻ tuổi, bọn người huyền thiên, cũng dùng ánh mắt chứa đầy vẻ sùng bái nhìn hắn. Dù sao đây cũng là người mạnh nhất thế hệ vào 6.000 vạn năm trước, lúc đó hắn tu vi vô địch, không ai có thể địch nổi. Bây giờ, thực lực của hắn càng thêm thâm bất khả trắc, vừa mới xuất hiện, đã lộ ra ý vô địch thiên hạ. Quy danh của người này ở Bác Hoang thập vực xem ra không nhỏ, lại có nhiều người nhận ra hắn như vậy. Có điều, xem ra hắn chỉ đang muốn kéo dài thời gian, nhưng chỉ dựa vào mỗi một người đã có thể ngăn cản trăm ngàn vạn đại quân chúng ta sao? Rất nhiều tồn tại của các thế lực đạo thống cổ xưa ở thượng giới hơi chớp chớp ánh mắt, đang suy đoán thân phận của Triệu Vân Trạch kia, sau đó cười lạnh nói: "Ầm um, ầm" um, bọn hắn ra tay trước uy thế kinh khủng quét sạch trên trời dưới đất ba vị thành đạo giả trước đó không địch lại bát hoang thập vực kia lúc này khi đối mặt với triệu vân trạch lại cũng không quá kiên kỵ ác giả ác báo thượng giới làm vô số việc ác sớm muộn sẽ gặp báo ứng mà thôi vẻ mặt của triệu vân trạch rất lạnh nhất là sau khi thấy tình huống thương vong thảm trọng bên phía bát hoang thập vực vẻ mặt của hắn lại càng phát lạnh hơn mà sâu trong giới vô uyên lại còn có đại quân thượng giới xuất hiện đang muốn một mẻ hốt gọn tất cả mọi người nơi đây điều ấy chỉ có thể nói rõ bác hoang thập vực bên này có nội dáng hơn nữa còn là người có địa vị rất cao hiểu rất rõ đối với về sự thay đổi tuyến đường của giới vô uyên nếu không phải vậy thượng giới nhất định không thể nào tiến nhập vào giới vô uyên thành công trong thời gian ngắn như vậy tên phản đồ ấy đến cùng là ai chuyện đó về sau còn cần đi dò xét lại cẩn thận Bây giờ, việc khẩn cấp trước mắt là mang tất cả mọi người bác hoang thập vực rời khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, Triệu Vân Trạch đảo mắt qua tất cả mọi người, phân phó người sau lưng, mang những người thế hệ trẻ tuổi rời khỏi trước. Rất nhanh, trận chiến lớn kinh khủng nổ ra, bầu trời đầy sao rung rẩy, tựa như cái sàn bị đánh xuyên, xuất hiện từng vệt khe hở kinh khủng. Rất nhiều tồn tại cổ xưa của thượng giới cùng nhau lấy từng thủ đoạn tuyệt cường ra, giao đấu với Triệu Vân Trạch ánh sáng rực rỡ, nơi này lập tức trở nên mơ hồ, tất cả thuật pháp đều đang diễn hóa, quy tắc va chạm vào nhau, đại đạo ù ù, tựa như vượt qua thời không, giết tới thời đại này. Giết hết. Mà cái thông đạo không gian đằng sau lưng Triệu Vân Trạch kia. Lúc này, lập tức có vô số đại quân chạy ra, chém giết với đám người thượng giới ở trước mặt. Cùng lúc đó rất nhiều thiên kiêu và cao tầng được bảo vệ mà lùi lại, rút hết về chỗ này không thể không nói thực lực của triệu vân trạch rất khủng bố giao thủ với rất nhiều tồn tại cổ xưa có cấp bậc chuẩn đế cũng không hề rơi xuống thế hạ phong kiếm khí quét ngang trên người tinh thần sớm đã băng liệt dưới đợt dư ba lại càng nổ tung mạnh thêm hóa thành tro tàn thực lực của người này rất mạnh nếu cùng một cảnh giới cảm giác hắn nhất định sẽ là một đối thủ cực kỳ cường hãn thiên yêu quân chủ lục quang vương Mấy người truyền nhân của Chiến Tiên phủ đều đã về tới trên chiến thuyền cổ, từ xa xa nhìn qua một trận chiến kinh khủng này. Nếu không có Triệu Vân Trạch đột nhiên chạy tới, trận chiến lúc trước chỉ sợ sớm đã kết thúc. Chỉ là cũng giống như Cố Trường Ca sắp xếp chuẩn bị ở phía sau, đánh bác Hoang thập vực một lần trở tay không kịp. Bây giờ Triệu Vân Trạch đến trợ giúp cũng đã vượt ngoài dự liệu của đám người thượng giới. Để bọn hắn trở tay không kịp. Nếu không ngờ có Trường Ca thiếu chủ sắp xếp thủ đoạn kia, nói không chừng hôm nay chúng ta đã phải ăn phải thiệt thòi rất lớn. Có Thiên Kiêu khẽ nói, cảm giác Triệu Vân trạch lại đột nhiên đánh tới, cũng không phải rất ngoài ý muốn, mà là Bác Hoang thập vực sớm đã có kế hoạch. Mục đích của hắn đúng là làm cho phía thượng giới trở tay không kịp. Chỉ là Cố Trường Ca sớm đã có tính toán, nên mới hiện thân viện trợ trước khi Triệu Vân trạch xuất hiện. Chương 1337 không phải hắn nói mặc kệ mình sao không biết bây giờ trường ca thiếu chủ đang giao thủ với ba vị thành đạo giả ở đâu dù là lấy thực lực của hắn chỉ sợ cũng phải ăn thiệt thòi dù theo thế cục trước đó trường ca thiếu chủ chiếm không ít ưu thế nhưng nếu kéo dài thời gian hắn vẫn có chút nguy hiểm nói cho cùng thì trường ca thiếu chủ vẫn quá trẻ nếu lại cho hắn thêm ít thời gian chiến lực nhất định sẽ tăng đến cấp độ của kẻ thành đạo chân chính một số người nhịn không được nói, ánh mắt nhìn về nơi sâu xa phía vũ trụ, ba động bên kia có vẻ đã lắng lại. Xem ra một trận chiến lớn kinh khủng kia cũng đã đến lúc kết thúc. Chuyện đó khiến không ít người có hơi lo lắng, nếu ba vị thành đạo giả của Bác Hoang thập vực kia giết trở về, bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nghe mấy câu đó, lông mi của Cố Tiên Nhi cũng hơi nhíu nhẹ một cái. Nàng cũng không phải không có lòng tin với Cố Trường Ca, chỉ là ba vị thành đạo giả đây đã là cấp độ gần như vô địch ở thượng giới hiện tại. Trước đó Cố Trường Ca hủy diệt Cửu Đại Sơn thế nào, nàng cũng không rõ ràng. Nhưng vừa nghĩ đến, nếu không có trợ giúp bên phía lão tổ Cố gia, một mình Cố Trường Ca vốn cũng chẳng thể làm được. Một trận chiến này với hắn mà nói chắc sẽ không quá nhẹ nhàng. Bác Hoang thập vực một lòng chỉ muốn rút lui, số lượng bọn hắn không ít, nhưng vẫn kém rất xa so với đại quân giới ta. Giờ phút này, có người nhìn ra ý đồ của bác hoang thập vực, gần như tất cả mọi người đều đang tiến đến nơi ở của Triệu Vân Trạch, muốn rút lui từ không gian thông đạo mà bọn hắn mở ra từ đầu kia. Chỉ là, sau khi trải qua trận chiến này, dù cho những người bác hoang thập vực có thể thoát đi, cũng sẽ tổn thất nặng nề, đại quân còn dư lại bây giờ đã không đủ một phần mười trước đó rồi. Ngay cả không ít cường giả cấp độ chuẩn đế, trước đó vì bị vây đánh trấn sát đến chết, sương máu giờ vẫn còn trôi nổi trong vũ trụ chưa tiêu tán hết. Lui Mắt thấy người của các tộc khắp nơi sớm đã rút lui gần hết. Vẻ mặt của Triệu Vân Trạch càng trầm xuống, đột nhiên khẽ quát một tiếng, toàn thân của hắn như mặt trời nhỏ bỏng mắt, sợi tóc đột nhiên sáng lên. Mỗi một sợi tóc cũng bay múa, hóa thành kiếm khí vô song, phong mang ngập trời, chém về bốn phương tám hướng. Trong chớp nhoáng đó, như có ngàn vạn vệt kiếm khí đang chém xuống, huy hoàng vô biên. Mỗi một đạo kiếm đều vô cùng kinh khủng, những người có thực lực dưới cấp độ chuẩn đế muốn ngăn cản cũng đừng nghĩ đến. Đây là một môn bí pháp của hắn, phải tốn không ít bản nguyên, nhưng hiện giờ, hắn đã không để ý tới chuyện ấy nữa. Thấy thế, rất nhiều tồn tại cổ xưa còn đang giao thủ với hắn đều phải ra sức chống cự, khó mà tiếp tục ra tay. Mà lại, ngàn vạn đạo kiếm khí kia không chỉ là chém về phía bọn hắn, càng nhiều hơn là chợt xuất hiện sau lưng tất cả mọi người trên chiến thuyền cổ. Ý nghĩ của Triệu Vân Trạch rất đơn giản, cũng không phải chỉ đơn giản rút lui, mà muốn bằng vào một đòn đấy thừa cơ mà sát phạt đại quân thượng giới. ầm ầm Nhất thời từng vệt kiếm khí chém xuống, ùng ùng kéo đến, đất trời như cuộn ngược, rất nhiều quy tắc trật tự nổ tung như biển lớn mãnh liệt. Trên từng chiếc từng chiếc phi thuyền. Chiến thuyền cổ lần lượt có ánh sáng lóe lên, hóa thành từng đạo thần văn không ngừng đang xen bắt đầu chống đỡ thanh thế nơi đây nhanh chóng lan ra xa vô tận từng vị tồn tại cổ xưa vẻ mặt âm trầm không thể không ra tay chống đỡ thực lực của triệu vân trạch đã không chỉ đơn giản là cấp độ chuẩn đế rồi mà đã tới gần đến cấp bậc của kẻ thành đạo bọn hắn chỉ là một đạo pháp thân trước đó thời điểm giao thủ với ba người huyền cương đã tiêu hao không ít sức cũng không ở trạng thái đỉnh phong như lúc đầu mục tiêu của hắn lại là chúng ta nhìn thấy một màn này vẻ mặt của bọn người lục quang vương thiên hoàng nữ thiên yêu quân chủ đều có chút lạnh xuống ý thức được mục đích của triệu vân trạch lấy thân phận của bọn hắn lúc đầu khi đến nơi đây đương nhiên đã sớm có mang theo vật bảo mệnh tuy nói đối mặt một đòn đấy cũng không nguy hiểm tính mệnh bao nhiêu nhưng về vật bảo mệnh đó là dùng một cái sẽ mất đi một cái ai không đau lòng chứ cố tiên nhi cũng ý thức được điểm đó khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức hiện lên tia nhức nhối rất không tình nguyện lấy một cái ngọc phù ra chỉ là nàng còn chưa kịp thôi động ngọc phù đột nhiên một đạo bóng đen khôi ngô tựa như chiến thần bỗng vượt qua hư không xuất hiện ở phía trước nàng trường thương màu đen quét ngang mà qua mang theo âm thanh phong lôi chém nát tất cả vệt kiếm khí đang chém tới cả người hắn đứng sừng sững ở chỗ đó vì thế khí phách vô cùng kinh khủng. Ai? Cố tiên nhi có chút ngẩn ngơ, hoàn toàn không có nghĩ đến tận lúc này, vậy mà vẫn có người xuất hiện bảo vệ nàng. Xem bộ dáng của hắn cũng không giống cường giả chuẩn đế của cố gia. Nàng hơi nghi hoặc một chút, lúc trước cũng chưa từng gặp qua đạo thân ảnh nào như thế, chỉ là vẫn thở vào một cái, thu tấm ngọc phù bảo mệnh kia lại. Dù sao, có thể cản được một đòn của cảnh giới chuẩn đế thì đều là vật rất quý. Chỉ là, những người trẻ tuổi còn lại không may mắn được như cố tiên nhi, đều thôi động hết vật hộ thân trên người, tia sáng rực rỡ có chống được một kích kia cũng rất chật vật, bị đánh bay cả ra ngoài. Trong miệng ho ra vài ngụm máu. Lại có cường giả chuẩn đế bảo vệ nàng. Công chúa An Nhan của ẩn thế bộ lạc cũng rất chật vật, chỉ là nàng chú ý tới đạo thân ảnh kinh khủng trước người cố tiên nhi, không nhịn được sững sờ, ngược lại trong lòng sinh ra cảm giác vô cùng hâm mộ. Ngươi là do cố trường ca phái tới bảo vệ ta sao? Con ngươi của cố tiên nhi ống ánh mà động người, sau khi phản ứng kịp, mới nhìn chầm chầm thân ảnh cao lớn trước người, nhịn không được hỏi. Vậy mà lại có một vị chuẩn đế cảnh ẩn trong bóng tối. Thậm chí trước đó, nàng đều chưa từng phát hiện ra. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ cố trường ca ra, cũng không có ai sẽ sắp xếp như vậy. Chuyện đấy lại khiến khóe miệng của nàng không nhịn được nhẹ nhàng vểnh lên lên. Bây giờ, nàng rất muốn túm vạt áo của cố trường ca, vui vẻ hỏi hắn một chút, không phải hắn nói mặc kệ mình sao? Chương 1338 Giao thủ Thân thể của A đại cao lớn, mặc trên người áo chiến giáp sắt, đứng sừng sững trước chiến thuyền cổ như một vị chiến thần cái thế. Trên người hắn tràn ngập hơi thở cường hãn mà kinh khủng trường thương quét ngang qua, khiến hư không bị nứt toát ra từng khe nứt lớn, rồi lan ra mấy vạn dặm. Tất cả kiếm khí rơi xuống trước mặt cố tiên nhi đều bị hắn chém cho không thể tới được gần trước người nàng. Hơi thở cấp độ chuẩn đế tràn ngập, áp chế toàn bộ bầu trời sao, khiến cho rất nhiều tồn tại cổ xưa ở đây cũng hơi biến sắc, cảm nhận được sự cường đại của A Đại. Còn lại những người trẻ tuổi lúc này cũng có chút hâm mộ nhìn về phía cố tiên nhi bọn hắn không có chuẩn đế bảo vệ trong bóng tối giống như nàng đòn tấn công vừa rồi của triệu vân trạch quả thực khiến bọn hắn rất chật vật còn tiêu hết một món bảo mệnh chi vật phụng mệnh của chủ thượng bảo vệ tiên nhi tiểu thư a à, đại nghe vậy trả lời rất đơn giản cũng rất lạnh lùng giống như không có bất kỳ tình cảm nào cả ta không cần hắn bảo hộ cố tiên nhi hơi nhếch khóe môi lên lên dáng vẻ như ta đã sớm dự tính đến điều ấy rồi dưới cái nhìn của nàng cố trường ca chính là một tên khẩu thị tâm phi mặc dù ngoài miệng không có chút tình cảm nào và sẽ quở trách ghét bỏ nàng nhưng mỗi lần nàng gặp nguy hiểm hắn đều sẽ dùng đủ loại phương pháp để bảo vệ nàng đương nhiên nếu như không ức hiếp nàng vậy thì lại càng tốt hơn a đại sừng sững phía trước cũng không nhiều lời giống như một tòa thái cổ ma sơn nguy nga hùng hồn khiến người ta chấn động cả hồn phách mà hiện tại ở không gian thông đạo phía xa toàn thân của triệu vân trạch phát sáng hơi thở mãnh liệt như biển lớn mỗi một sợi tóc cũng lóe lên kinh người kiếm quan lưu chuyển hắn thấy một đòn đó cũng không thể có hiệu quả sắc mặt của hắn có chút âm trầm ngược lại cũng không ở lâu liền muốn bước vào đầu kia mở ra không gian thông đạo rời đi phía trên bầu trời hơi thở kinh cũng chập trùng rũ xuống sương mù cuồn cuộn trong không gian hỗn loạn chết tiệt chẳng lẽ lúc này lại để cho hắn chạy trốn. Rất nhiều tồn tại cổ lão nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi, cho dù là bọn hắn ra tay nhưng hiện giờ cũng không cản được Triệu Vân Trạch. Điều đó khiến bọn hắn có chút phẫn nộ và bực bội, nếu như những kẻ thành đạo chân chính của thượng giới Giáng Lâm thì Triệu Vân Trạch liệu có dám phách lối như bây giờ. Ầm ầm. Thế nhưng ngay khi vừa nói xong, ở phía xa xa sâu trong vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện hơi thở mênh mông cuồn cuộn. Trời long đất lở, vòng trời biến hóa, từng vì sao đều đang rung rẩy, loại khí tức này như muốn phá vỡ tất cả, hóa vạn vật thành cho tàn. Đám người bác hoang thập vực đang muốn rời khỏi bằng không gian thông đạo, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Là khí tức của hắn. Thủ lĩnh thượng giới, hắn đã trở về, giọng nói của người nào đó phát run khuôn mặt hiện lên sợ hãi còn nhớ rõ cảnh tượng chí cường giả phía bọn hắn trọng thương trước đó quá mức kinh động cho tới bây giờ còn làm cho bọn hắn tê cả da đầu vẻ mặt của nhiều người cũng trắng bệch tỏ ra rất là kinh hãi giờ phút này tất cả mọi người đều không ai dừng lại rối rít hóa thành cầu vồng bỏ chạy về phía không gian thông đạo nhân vật thủ lĩnh của thượng giới đã quay trở lại tới thật đúng lúc cảm nhận được khí tức đang muốn giáng lâm sắc mặt của Triệu Vân Trạch cũng biến đổi, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền tỏa ra sát ý nồng đậm. Tới đánh một trận đi. Ta ngược lại thật sự muốn xem ngươi này đến cùng mạnh cỡ nào. Hắn không có đi, mà là gầm thét một tiếng, ngừng bước chân hướng tới thông đạo, lập tức thân ảnh lóe lên và xuất hiện ở trên cao vũ trụ. Tất cả mọi người rung động nhìn một màn này, trong lòng vô cùng chấn động, không nghĩ tới Triệu Vân Trạch ở thời điểm này không những không trốn mà còn định chiến đấu với Cố Trường Ca. Sự can đảm của hắn cũng thật sự là quá lớn, khiến người ta phải khâm phục. Xoẹt, 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 sau một khắc, từng đạo kiếm quang hiện lên, chiếu sáng cả vũ trụ sâu thẳm. Kiếm khí bắn tung tóe khắp chín tầng trời. Mỗi một đường kiếm khí đều rộng lớn như dãy núi, ánh sáng lập lòe rực rỡ chói mắt. Theo Triệu Vân Trạch chém ra, những kiếm khí kia không ngừng vang lên tiếng ken ken ken, ngàn ngàn vạn vạn lần, khiến sao trời trong vũ trụ đều như bị tách ra. Đây là một đòn đánh cực kỳ khủng bố, giống như dốc hết lực lượng của trời đất hợp nhất với kiếm ý của chính mình. Trong lòng tất cả mọi người đứng ngoài nhìn xem đều kinh hãi, nhịn không được mà run rẩy. dưới một kiếm này thì sinh tử của họ chỉ như là con kiến mà thôi. Thế nhưng ở trong vũ trụ lập tức cũng có kiếm quan khác xuất hiện, nó huy hoàng dâng lên như đại nhật vĩnh hằng, mạnh mẽ vô biên, cường đại tận cùng, cực hạn không thể tưởng tượng nổi, chiếu rọi như chư thiên vạn cổ. Một kiếm hàng quang xuyên tam thiên giới, cường thế vô song lại càng thêm bá đạo, vạn sinh linh giữa trời đất dường như cũng bởi vì một kiếm này mà bộc lộ cảm xúc vui buồn giận dữ. ầm, uhm. hai đạo kiếm quang va chạm tại sâu trong vũ trụ, phát ra thanh âm làm trời long đất lở, vũ trụ sụp đổ. Giống như thần quang vĩnh hằng nối liền trời đất, quét sạch tất cả chư thiên vạn giới. Vô tận hỗn độn khí phóng tới vũ trụ bát hoang thập vực, dường như muốn bao phủ cả bầu trời. Từng chiếc từng chiếc chiến thuyền cổ đều đang rung rẩy, vô số phù văn lao ra, hiện lên ở hư không, sau đó tự động nổ tung chống lại dao động từ vụ va chạm vừa rồi. Tất cả mọi người đều cảm giác thần hồn chấn động, hai mắt mờ đi, căn bản không thể nhìn thẳng cho dù là trí tôn chân chính dùng linh giác cũng đừng mơ thấy được trong đó xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy ánh sáng lập lòe trong mắt, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà kêu rên lên, trong mắt chảy ra máu tươi. Chờ khi sóng xung kích đều tiêu biến, tất cả ánh sáng cũng tiêu tán. Bầu trời sao giống như bị đánh xuyên qua, xuất hiện từng đường nước lớn kinh khủng, thậm chí có thể thấy một mảnh hư vô. Chương 1339 Kẻ thành đạo phải chạy trốn Thật là đáng sợ, nhưng đây mới chỉ là đòn giao chiến thứ nhất. Người kia của Bác Hoang thập vực có chút mạnh nha. Rất nhiều tiếng người phát trung, cảm giác được một trận sợ hãi. Tình trạng của Trường Ca thiếu chủ hình như không đúng, có phải là hắn đã bị thương rồi không? Một vài tồn tại cổ xưa của thượng giới nhíu mày, cảm giác sự tình có chút gì là lạ. Nếu xét theo trước đó Cố Trường Ca cường thế kinh khủng, thì đòn đánh vừa rồi nhất định sẽ khiến Triệu Vân Trạch bị trọng thương nói như vậy chỉ có thể nói rằng tình trạng bây giờ của hắn cũng không tốt chuyện này làm cho trong lòng bọn hắn lo lắng thế nhưng rất nhanh cũng phải giật mình có thể nói là điều ngoài ý muốn nhưng ngược lại là trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm một cái nếu là sau khi cố trường ca giao chiến với ba kẻ thành đạo mà vẫn như cũ không có chút hao tổn gì lúc đó bọn hắn mới thật sự hoài nghi bây giờ hắn bị thương ít nhiều khiến trong lòng bọn hắn thoải mái không ít như vậy mới là bình thường hắn thật sự bị thương cố tiên nhi nhíu mày một cái bàn tay trắng nõn nắm vuốt góc váy trong lòng không nhịn được có chút bực bội mặc dù trước kia cố trường ca hay giả bộ bị thương để lừa gạt nàng nhưng lần này nàng cảm giác được hắn cũng không phải làm bộ mà thật sự là đã bị thương dù sao hắn cũng giao chiến với ba kẻ thành đạo chân chính hiện tại nàng có chút hận thực lực của mình quá nhỏ yếu căn bản không thể giúp cố trường ca được cái gì. Lại còn khiến hắn phái thuộc hạ chuẩn đế cảnh tới bảo vệ cho nàng. Không hổ là vân trạch thiếu vực chủ. Là người mạnh nhất thế hệ 6.000 vạn năm trước, vậy mà vừa rồi hắn giao thủ với cố trường ca lại không rơi vào thế hạ phong. Trong không gian thông đạo, một vài thiên kiêu trẻ tuổi của bác hoang thập vực thấy một màn này, không nhịn được có cảm xúc dân trào và phấn khích. Bọn người lâm vũ, tiêu dương cũng đã sinh ra một chút kính trọng đối với triệu vân trạch trước mắt bọn hắn cần phải xoay chuyển tình thế để đối đầu với cố trường ca không thể ngông cùng đắc ý phải biết tuổi của cố trường ca không sai biệt lắm so với chúng ta đó cũng không phải là điều đáng để đắc ý nếu hai người cùng tuổi chỉ sợ vân trạch thiếu chủ đã bị hắn một chưởng đánh chết rất nhanh đã có một người tạc ngay một chậu nước lạnh lời nói lạnh lẽo sắc mặt rất là trầm trọng Tuy người kia là người mạnh nhất trong cùng một thế hệ ở 6.000 vạn năm trước, bây giờ, hắn lại rất khó khăn mới ngăn cản được một đòn của cố trường ca. Việc đó làm cho trong lòng bọn hắn có cảm giác nặng nề, nếu lại cho cố trường ca thêm một đoạn thời gian. Lúc này, sợ rằng kết giới bên ngoài thiên lộc thành cũng sẽ đỡ không nổi hắn. Đúng là quái vật, cường đại đến mức làm cho người ta tuyệt vọng, không hề có ý muốn chống cự tranh phong mà các ngươi không có phát hiện ra sao thực lực bây giờ của nam tử kia rõ ràng đã yếu đi không ít so với trước đó xem ra trong lúc hắn giao thủ với ba kẻ thành đạo giới ta cũng không dễ dàng gì nhưng vân trạch thiếu vực chủ e rằng vẫn không phải là đối thủ của hắn không biết đây là điều đáng vui hay là điều đáng buồn một vài lão già có ánh mắt rực lửa như ngọn đuốc lóe ra ánh sáng nhìn chầm chầm một nam tử mặc y phục trắng đang đi tới từ sâu trong vũ trụ xa xa, âm thanh nặng nề khó có thể tưởng tượng. Lời này làm cho vô số cường giả bác hoang thập vực trầm mặt, trong lòng không hiểu sao bực bội và bất an. Vì bác hoang thập vực giao chiến với thượng giới vốn không chiếm ưu thế, bây giờ còn xuất hiện thêm một quái vật cố trường ca như vậy. Chỉ dựa vào một người mà có thể ép tất cả bọn hắn không thở nổi. Bùng. Bùng sâu trong vũ trụ, cố trường ca đi tới. Hắn nhìn rất là trẻ, vô cùng siêu nhiên, anh Tuấn thần nhã. Trên thân mang theo tiên ý thoát tục, lúc giơ tay nhất chân dẫn động đại thế thiên địa, quả thật không giống người phàm trần. Nhưng tiếng bước chân đi lại tựa như vang vọng ở giữa vũ trụ. Làm cho trái tim tất cả mọi người như bị siết chặt, thật giống như bị một đôi bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt, toàn thân của Triệu Vân Trạch lập lòe, sừng sững đứng phía trên bầu trời, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có, nhìn chầm chầm cố trường ca, trên người cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhìn như một vị kiếm tiên cái thế. Nhưng sau một khắc, toàn thân hắn rung lên, qua một tiếng, một nguồn máu tươi từ khóe miệng phun ra, hơi thở nhanh chóng ủ rũ. Cái gì? Điều này đến rất bất ngờ, trong nháy mắt khiến cho vẻ mặt của mọi người bên phía bác hoang thập vực bỗng nhiên thay đổi. Có chút kinh hãi không dám tin vừa rồi nhìn Triệu Vân Trạch còn rất tốt, tại sao đột nhiên lại phun ra máu rồi? Chẳng lẽ hắn vừa rồi đều chỉ là đang chịu đựng, cũng không phải là thật sự ổn. Dù sao hai quân giao chiến, nếu như không phải thật sự chịu không nổi thì Triệu Vân Trạch như thế nào lại đột nhiên ho ra máu? Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp sức mạnh của cố trường ca, cho dù là bị thương thì Vân Trạch thiếu vực chủ cũng không thế địch lại. Sắc mặt của đám người bác hoang thập vực ngưng trọng trước nay chưa từng có ngươi rất mạnh. Sau khi Triệu Vân Trạch phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt của hắn cũng hơi trắng bệch. Nhưng hắn vẫn rất nhanh khôi phục lại, nhìn chầm chầm vào cố trường ca, âm thanh mang theo chút sợ hãi nói, câu nói đó dường như cũng vô dụng đối với ngươi. Nét mặt của cố trường ca vẫn là nụ cười phong kinh vân đạm như cũ, thậm chí còn khiến cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp thổi qua. Nếu không phải vừa rồi còn cảm giác thực lực của nam tử kia không có khủng bố như trước đó, tất cả mọi người đều sẽ không tin hắn vậy mà đang bị thương. Nhưng bây giờ ngươi cũng đang bị thương. Triệu Vân Trạch lạnh lùng nhìn chầm chầm vào hắn, trên thân bắt đầu có từng đạo lực lượng cốt nhục dâng lên, thương thế bắt đầu khôi phục. Đúng vậy, đáng tiếc đã để cho ba người bọn hắn chạy thoát rồi. Cố trường ca nghe vậy cũng không có phủ nhận, rất là thản nhiên, nhưng giọng nói lại mang theo một chút tiếc nuối. Trong lòng mọi người ở Bát Hoang thập vực phát lạnh, không nghĩ tới ba kẻ thành đạo giao chiến với Cố Trường Ca, cuối cùng lại chạy trốn. Thế nhưng nhìn những chấn động vừa rồi, nếu ba người kia bình an vô sự thì sẽ không bỏ lại tất cả mọi người ở nơi này. Chương 1340. Lần sau đừng để gặp ta. Bây giờ, ngươi không ngang được ta. Sắc mặt của Triệu Vân trạch lạnh lùng, đang đánh giá thực lực của cố trường ca còn lại bao nhiêu thế nhưng hắn vẫn rất tự tin nếu như hắn muốn chạy trốn thì với tình trạng bây giờ của cố trường ca là không thể giữ được hắn muốn chạy trốn thì trốn đi hiện tại ta hoàn toàn không có năng lực giết ngươi cho nên ngươi hãy cầu nguyện cho lần tiếp theo không để ta bắt gặp cố trường ca vẫn như củ cười nhạt một tiếng tự hồ chỉ liếc mắt đã nhìn thấu ý nghĩ của triệu vân trạch hắn muốn giết Triệu Vân Trạch không khó, nhưng không phải bây giờ. Dù sao hiện tại hắn đang bị thương. Thực lực 10 không bằng một. Cố trường ca cũng không lo lắng về việc đám người bác hoang thập vực sẽ phát giác được ba kẻ thành đạo đã ngã xuống. Mà kể cả đã nhận ra thì bọn hắn cũng sẽ không nghi ngờ đến trên đầu của hắn. Ngược lại sẽ cảm thấy những người khác của thượng giới đã động thủ, âm thầm tính kế nhằm giết chết ba kẻ thành đạo bỏ trốn kia thù này cuối cùng vẫn nên tính trên đầu thượng giới đi. Triệu Vân Trạch nghe vậy, sắc mặt của hắn phát lạnh, cảm nhận được cố trường ca hời hợt lại không che giấu chút sát khí nào, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, vậy ngươi cứ việc thử một chút xem. Đám người phía sau hắn, sắc mặt đều có chút trắng bệt và sợ hãi, đồng thời còn rất là lo lắng. Nếu bị cố trường ca để mắt tới thì chỉ sợ Triệu Vân Trạch sẽ gặp nguy hiểm. Cố trường ca là một kẻ địch không thể tưởng tượng nổi, nếu biến thành người khác nhất định sẽ ăn ngủ không yên, sợ hãi tột cùng. Cho dù người đó có là vân trạch thiếu vực chủ thì căn bản vẫn không phải là đối thủ của cố trường ca trong thời kỳ toàn thịnh. Vậy chỉ hy vọng rằng lần tiếp theo ta gặp được ngươi, sẽ không phải nhìn thấy ngươi cầu xin tha thứ. Trên mặt cố trường ca vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. Sắc mặt của triệu vân trạch âm trầm, cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay người vung lên ống tay áo, bước vào bên trong không gian thông đạo màu vàng kim đại quân mênh mông cuồn cuộn đang tề tụ trong đó chuẩn bị rời khỏi nơi đây không gian thông đạo đó là do chí cường giả từ xa xưa tự tay tạo thành thật khó mà hủy đi rất nhanh không gian thông đạo bắt đầu khép lại đại quân bác hoang thập trùng trùng điệp điệp rời đi cố trường ca một mình đứng sừng sững tại chỗ sắc mặt cũng không gợn sóng nhìn tất cả bọn hắn biến mất cũng không hề ra tay đám người thượng giới ở phía sau lưng cũng không dám xem thường vẫn đang duy trì sự trầm mặc. Nếu không có cố trường ca, một triệu vân trạch đã đủ khiến bọn hắn phải chịu thiệt thòi, cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, trận chiến hôm nay có thể nói là thượng giới đại thắng. Bác hoang thập vực tổn thất nặng nề, ngay cả đại quân chạy trở về còn không đủ một phần mười so với lúc đến. Cho đến khi tất cả mọi người của bác hoang thập vực hoàn toàn biến mất, một vài tồn tại cổ lão của thế lực đạo thống mới tiến lên phía trước, có chút tôn kính nói với cố trường ca, trường ca thiếu chủ. Đại quân ở sâu trong giới vô uyên là thế nào? Rất nhiều người đều nghi ngờ việc ấy, trước đó, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến. Cố trường ca vậy mà sắp xếp đại quân thượng giới ẩn giấu sâu trong giới vô uyên. Chính là đại quân này giết đến, mới khiến cho bác hoang thập vực trở tay không kịp. Cho nên bọn hắn rất muốn biết, bây giờ cố trường ca có phải đã có con đường chính xác thông qua giới vô uyên rồi hay không nghe vậy cố trường ca liếc mắt nhìn mấy vị tồn tại cổ lão sau đó khẽ vuốt cầm nói chính như các vị thấy ta đã nắm được con đường chính xác khống chế giới vô uyên về phần đạt được như thế nào hắn cũng không nhiều lời thì ra là thế không hổ là trường ca thiếu chủ chỉ tùy tiện cũng đã có thể làm được những việc mà chúng ta không làm được chúng ta thật sự là vô cùng bội phục. Rất nhiều tồn tại cổ xưa đang chấn động trong lòng, đạt được câu trả lời chính xác như vậy, nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi tiếp. Trước lợi ích của thượng giới, cố trường ca chắc sẽ không giấu giếm việc kia. Đương nhiên trong mắt nhiều người khác chuyện đó có lẽ là có liên quan đến việc cửu đại sơn bị hủy diệt. Sắc mặt của rất nhiều người trẻ tuổi đều rất phức tạp, suy nghĩ một chút bọn hắn vẫn còn giao chiến với thế hệ trẻ tuổi bác hoang thập vực kết quả cố trường ca đã một mình chấn động một giới sau đó đại quân thượng giới bắt đầu trở về trong chiến thắng từng chiếc chiến thuyền cổ phi thuyền ma sơn mênh mông cuộn cuộn xẹt qua vũ trụ sâu thẳm đi về nơi trú quân bây giờ biết được con đường chính xác của giới vô uyên cho nên việc tiếp theo phải bàn bạc là công phá thiên lộc thành như thế nào sau khi giải quyết được cửu đại sơn giới vô uyên hai bức bình phong to lớn che chắn thiên lộc thành sẽ không có gì đáng ngại nữa tinh thần binh sĩ của thượng giới đã tăng lên nhiều dường trên mặt tất cả mọi tu sĩ và sinh linh đều lộ ra sự hưng phấn hạnh phúc thượng giới đã giao chiến vô số năm với bác hoang thập vực có thể nói đại chiến lần này là thoải mái nhất nhanh nhất ở thượng giới uy tín của cố trường ca lại lần nữa lên tới đỉnh cao trước nay chưa từng có cơ hội mỗi một phút đều có thể gặp qua thế hệ trẻ tuổi đang đàm luận về hắn trên mặt của bọn hắn không hề che giấu sự sùng bái và cuồng nhiệt. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé.